chính phủ Úc đánh giá Mỹ không còn là nhà lãnh đạo đơn cực của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đó là một trong những điểm chính của bản đánh giá được công bố hôm nay 24 tháng 4 về cải tổ quốc phòng lớn nhất của Úc kể từ Thế chiến II, theo Reuters. Bản đánh giá cho rằng sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc đang định hình khu vực và cuộc cạnh tranh giữa hai nước này có khả năng dẫn tới xung đột. Trung Quốc đang tiến hành hoạt động xây dựng lớn nhất kể từ Thế chiến II và đang tham gia vào cuộc cạnh tranh chiến lược ở khu vực gần Úc, theo bản đánh giá. Một phiên bản công khai của tài liệu mật nói trên nhấn mạnh Úc phải tránh mức độ rủi ro chiến lược cao nhất mà chúng ta hiện đang phải đối mặt với tư cách là một quốc gia, khả năng xảy ra xung đột lớn trong khu vực. Theo đó, chính phủ Úc sẽ ưu tiên phát triển khả năng tấn công chính xác tầm xa, sản xuất vũ khí dẫn đường trong nước và ngoại giao. Các căn cứ phía Bắc của Úc sẽ trở thành trọng tâm trong việc ngăn chặn kẻ thù và bảo vệ các tuyến đường thương mại cũng như thông tin liên lạc. Úc sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ, bao gồm tăng cường lập kế hoạch quân sự song phương và tổ chức nhiều đợt luân chuyển lực lượng Mỹ, bao gồm cả tàu ngầm. Úc cũng phải tăng cường hợp tác với các quốc gia Thái Bình Dương và Đông Nam Á, theo bản đánh giá. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho hay những phát hiện của bản đánh giá sẽ củng cố an ninh quốc gia của chúng ta và đảm bảo chúng ta sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai, theo Reuters. Phía Trung Quốc và Mỹ chưa bình luận về bản đánh giá trên. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.